Hello, xin chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Tiếp tục hôm nay lên vài sản phẩm cho anh em xem nha. Amply Iron XG với một cặp lo bass 25 á. Lo này là Iron Dân 6. Tí nữa mình quay sơ cho anh em xem rõ bên trong luôn. Iron XG với Iron lo Iron Dân 6. Giờ sẵn đây thì có một số đồ lo rời, tăng phô, biến áp được nghe anh em. Giờ mình sẽ lên nhanh gọn từng món. Đây, lo về được mấy cái lo này, lo hàng châu Âu này anh em. Lo xịn thấu hùng á. Về lo lẻ không à. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu đầu tiên cho anh em cục tăng phô. Tăng phô tròn. Tăng phô xuyến tròn của thằng Adirang quạt nóc nha anh em. Cục này người sử dụng người ta sơn lại màu đen. Chứ tình trạng thì tăng phô green hoạt động tốt. Và cái nguồn vào là dây điện này, điện vào 220 nha anh em. Con này thì nó có nguồn ra của quạt luôn, ở nguồn 12V AC anh em. Nắng cầu diode thì chúng ta gắn quạt dây nhiệt. Và ở đây là cụm dây nguồn chính ra để nuôi công suất, nuôi phần rề. Ở dây đỏ, dây đen này. Đỏ đen là nguồn 40V đôi á anh em. Giờ nó có một cái cụm dây nguồn phụ hơn 40V nữa. Cụm dây vàng là nguồn phụ. Còn cộng hai cộng xanh này là cộng trừ 15 á anh em. Cộng trừ 15 chúng ta lấy mát của cái đen. Rồi cục này tình trạng là sơn là màu đen ha. Thì mình bán cho anh em về độ chế cháo. Hàng này hàng zin chưa sửa nghe anh em. Này người ta để vậy ta xịt đen lên á. Cục này giá 220.000 nha anh em. Còn chạy tốt, test rồi, ok hết. Anh em về lắp chế cháo vô Amply. Độ nâng cấp gắn Amply 12 sò, 8 sò lớn, 8 sò nhỏ đánh được nha anh em. Này là có nguồn quạt luôn nha. 220.000. Anh em nào ưng món nào trong đây thì chúng ta chụp hình gửi Zalo em. Hàng này chuyển tiền trước và không bao ship nha anh em. 220.000 cục tăng phô Iron quạt nóc á. Rồi tiếp đến có một cục tăng phô nhỏ, cục này 70.000. Này là điện vào 220 đây và có nguồn ra cho quạt luôn nè. Này là cộng trừ 30V đôi nha anh em. Cộng trừ 30V, anh em về chế cháo muốn làm gì làm cục này 70k. Để anh em giá thanh lý luôn. 70k cục này khoảng là 8 đến 10 ampe nha anh em, dây đồng á. Cục này 80k. Rồi tiếp đến có một con lo này hàng xịn nha anh em. Hàng này hàng châu Âu á. Rồi bật đèn lát lên cho sáng nha anh em. Con lo này kích thước, rồi mình sẽ đo rồi mình sẽ quay tổng quan và test cho anh em nghe luôn. Con này hàng xịn, hàng bãi nha anh em. Này có một chiếc mộc à. Anh em lo nhà chúng ta hư mua về lắp vô nghe tiếng bao hay luôn nha. Đường kính nè, đường kính mình đo chéo qua ngang qua là 21 hơn nha. Lo này tính 21 22 nha anh em. Rồi quả từ rất là khủng nha. Chúng ta nhìn cái cổ đáy nè, cổ cao và cái từ cũng to. Rồi đo từ luôn nha anh em. Lo này là hàng xịn, hàng châu Âu nha. Lo tháo phụng này từ là khoảng 12 nha anh em. Từ 12, con này con 38, con lớn luôn. Nghe tiếng là bao hay. Tại cái màng này, màng nó rất là dày. Cái viền á anh em, dày lắm. Rồi mình sẽ để mình test luôn nha anh em. Chiếc này bán 220.000 nha. Hàng này hàng xịn châu Âu á. Rồi dặn volume lớn tí. Đó, này mình vệ sinh, mình lau chùi dầu lại là sạch đẹp liền nha anh em. Này mình quét cọ xịt bụi sạch rồi còn ố. Rồi chiếc này 220.000 nha. Đó, một chiếc một 220.000 anh em về độ chế. Lo này bao xịn bao hay cho anh em luôn. Rồi tiếp đến cũng có một chiếc lo này cũng hàng xịn luôn. Này từ chống nhiễu. Khung sườn này là khung sườn làm cái kiểu bầu lên rất là đẹp anh em. Cái này có hai một cọng gâu nè. Cọng gâu này hay nè. Hay là mình xả hàng ra mình nói cọng dây gâu khác. Còn cọng bên đây cọng zin nha anh em. Lo này nghe rất hay nha. Lo này làm như lo chung á anh em. Rồi mình đo kích thước luôn.
anh em nào thấy mà thấy phù hợp và thấy cần thì chúng ta mua ủng hộ shop nha anh em. Ở này đo đường kính ngang là 18 nè, còn ở hai cạnh trên thì nó ngang nhỏ là ngang anh em, cạnh trên thì 16, hơn 16 nè. Cái này đo kích thước bề ngang của em nó là 18 nha. Rồi 18 đo cô từ sơ luôn nè, từ là 10 nha anh em, dặn nhạc nhỏ là tích. Đó, cái lo này là làm như lo trung nha anh em, nghe là có chép trong đây nè, nó thuộc dạng là toàn giải á. Để nó không ăn anh em. Đó, lo này nghe tiếng là có bát có chép luôn. Đó, lo đường kính 18, chiếc này giá 150.000, 150.000 hát tốt nha anh em, lo xịn. Rồi tiếp đến có chiếc này hàng chữa cháy 80k nha anh em. Này đường kính là 13. 13 từ 80 nha anh em. Từ 75 80 nha. Chiếc này bán anh em 80k nè. Anh em ưng sản phẩm nào thì chụp hình lại gửi Zalo em nha. Rồi, này nghe cũng rất hay anh em. Anh em làm lo lời lo trung á anh em, nó độ chế được. Rồi chiếc này 80k. Rồi tiếp đến chiếc bát 25. Bát 25 rân dân 8. Lo này cái mũi có sữa nha anh em. Rồi test chất âm nha cho anh em nghe, lo đã khui mũi nhưng mà hát tốt bình thường, chiếc này 150 nha anh em. Rồi dặn nhạc lớn tí. Dặn nhạc lớn tí. Anh em ơi. Rồi chiếc này thanh lý cho anh em 150, còn hát bình thường bass 25. Anh em mua về ghép vô khỏi cần sửa gì hết ha. Này bass 25 nghe anh em, hơn 25 tí xíu. Từ này từ 120 nè. Đó, chiếc này để anh em 150 nha. Rồi chiếc này ai răng dân 3 anh em. Màn hơi xấu à. Mà login nha. Từ đôi này bát cũng 25 luôn, chiếc này để anh em 150 luôn nè. Này hát tốt bình thường, màn hơi xấu anh em. Rồi đo kích thước lại cho anh em chuẩn nha, anh em xem kích thước rồi chúng ta thấy phù hợp chúng ta chốt đơn nha anh em. Này 25 nghe anh em. A răng dân 3 lo xịn đời đầu. Này login mà màn 26, 150.000 nha anh em. Rồi tiếp đến có một chiếc lo của này của Đai Tâm nha anh em. Cái này một chiếc gờ vậy. Này cái mũi cũng có dấu keo nha anh em. Này dấu keo chắc người ta khui ra người ta làm dây gâu à. Này làm dây gâu nha anh em. Này cũng 150 luôn nè, hát tốt nè. Bát này 26, đo đường kính là bát 26 nè. 25 26 nha anh em. Đó, hát tốt bình thường nè. Ngon luôn nha. 150.000 anh em về độ chế thoải mái. Rồi tiếp đến có chiếc lo kẹo kéo nè. Lo này như bát 40 nha anh em. Đo kích thước luôn cài nhiều ha. À, này bát 38 nghe anh em. Đó, bát 38 à. Này từ hơi nhỏ đo thực cài nên nhiều. Này login hát tốt nha. Đó, từ này từ 12 nha anh em. Này không biết còn ghi không, đây thấy cái dấu có dấu kèo anh em ơi. Đó, chiếc này bát 38 này từ 120, còn thấy dấu kèo anh em, không biết này lo chợ gấp hay là dạng lo thường nha. Đó,
chiếc này test thử coi hát sao đây. Này hơi to nghe nè, bass nó tới 40. Wow, bass nó mơ hát lớn nghe nè. Rồi chiếc này cũng hát tốt luôn, giá 200k chiếc này. Đấy, chiếc này 200k anh em nào ưng chốt thì chốt đơn nghe anh em. Bass 38, bass rất là to nè. 200k chiếc này. Rồi anh em nào ưng sản phẩm nào liên hệ chụp hình gửi Zalo hoặc alo trực tiếp mình. Ở hàng này chuyển tiền trước nha anh em. Rồi hôm nay về tiếp tục lên cho anh em một cặp lo đi răng dân 6 nha anh em. Rồi mở lớn cho anh em nghe luôn nè. Lo này hát tốt lắm. Dòng loa Adirang Yang 6 chính hãng. Hàng này cũng dùng dạng đời mới nha anh em. Này là bass 25, mộc hùng là 3 lo, bass trung chép 3 dải luôn. Dòng này nghe nhạc karaoke gia đình chuyên nghiệp nghe anh em. Hàng Adirang đời là Yang 6. Tình trạng cặp này hùng còn đẹp, hùng đẹp, lo bass chép gin, có một cái chép hay nha anh em. Tí nữa mình gỡ ra cho anh em xem. Adirang Yang 6 nè, công suất 240W. Đó, 240W một hùng. Dòng mà lo dễ dùng, dễ ghép gia đình. Cặp này giá cả cũng phải chăng bình dân. Ở kích thước thì cũng to nghe anh em. Này bề ngang nè, bề ngang khoảng 50 nha. Bề ngang nửa mét đó, chiều dài của nó anh em. Đây, cái mẫu này lưới thi căng còn đầy đủ, nhưng mà nó gãy chân này dán keo lại nghe anh em. Này dán keo hai mặt, chúng ta tháo ra lắp lại cũng được. Thì chừng nào keo mà tháo ra tháo vô nhiều lần keo nó hết thì chúng ta thay lại một lớp keo hai mặt khác là dùng được anh em ơi. Chữa cháy vậy đi. Tình trạng hùng lo đẹp, góc cạnh ngon lành. Nói chung cặp lo này cũng còn cứng, đẹp ha anh em. Bây giờ để cầm dùm camera này. Mình ghim xuống mình quay tổng quan sơ cho anh em xem rồi mình sẽ tháo ra cho mọi người coi. Đây. Tình trạng cặp vỏ hùng là còn đẹp nha anh em. Nè, có ốc treo tường đầy đủ. Đó, góc cạnh là được hai chiếc. Tình trạng hùng vỏ lo còn khá cứng nha mọi người. Không lỗi, không có bị phù nở góc nào. Đang nghe, đang hát liêu riêu nghe anh em. Đánh là ba đường tiếng, bass 25 đánh cũng căng nha. Từ 120. Giờ mình gỡ ra cho anh em xem. Rồi mình gỡ cặp lo răng dân 6 ra xem anh em ơi. Lo này tình trạng là bass chép zin hết. Có phân tầng cuộn cảm luôn nha. Lo này ai răng chính hãng. Đây là tem bass nè anh em. Dân 6 nha. Sản xuất năm 2014. Lo gin hát tốt. Cái mũi nó là cái mũi những cái đời sau là cái mũi nó phẳng vô nha anh em. Chứ nó không làm mũi phù tròn ra. Làm như thế này. Này bass 25. Cái từ này là một từ 120 quá. Đây 120 nha anh em. Từ 120 nha. Rồi. Lo chúng ta là dẫn giùm cái bát cái chip này. Đây, bên trong cái phân tầng này anh em. Phân tầng là này gồm có cuộn cảm là thấy hàng ngon nha. Cái đời này có cuộn cảm luôn. Mà có cuộn cảm và điện trở tụ cản. Đó, bên trong có miếng gòn cách âm và hai con trép và con trung là nằm hai bên. Này cũng khó tháo quá anh em. Cái này là khó gỡ quá, mình để luôn ha. Lo chúng ta là còn gin chưa gỡ nha. Hát thì vẫn còn hát bình thường, lo gin còn hát.
ông bát mang mũi đẹp ghim luôn. Rồi một chiếc, rồi bây giờ mình sẽ xem chiếc kế tiếp đây. Chiếc này cũng như khế nha anh em, chiếc này có gỡ ra cái chép thay, thay một cái chép. Nhưng mà hay là cái chép Adirang xịn zin luôn nha. Cái bát từ 120 như cái con kia. Hàng zin nó zin nha anh em, hàng này là hát bình thường, hát tốt, chắc âm hay. Này con là khoảng 38 từ 120 bát 25 nha. Màn mũi lo bát chúng ta là đẹp can hết. Ở bên trong là cũng như chiếc kia. Đây, nó cũng có cuộn cảm, điện trở và tụ kẽn chép, kẽn mít. Đó, cái bên đây zin nè, còn cái đây là hay nha anh em. Cái này mình thay lại, thay lại của con chép đời Adirang luôn. Này dân hai của dân 8 luôn nha. Đó, chép này hay từ đôi dân 8 này. Nói chung lo của chúng ta zin toàn tập hay đúng một con chép của Adirang luôn. Rồi còn bên đây là cái lưới nè. Này lưới ai căng, tình trạng mặt tiền lưới tình trạng mặt tiền lưới là đẹp hết nha anh em. Mặt tiền lưới hai chiếc non lành, dưới điều kiện, dưới cái một cái khuyết điểm á là cái bốn cái chân nó gãy hết trơn. Này dán mắc keo hai mặt lại dùng đỡ cũng được nha anh em. Này gãy thì chúng ta chấp gió dán lại dùng, dán mắc keo hai mặt cũng dính chắc nha, nó dính chắc và nó cũng đẹp chứ nó không có xấu. Rồi tình trạng cặp lo này như thế. Giờ mình vệ sinh sơ rồi mình sẽ gáp lại. Gáp lại là hát ngon lành nha anh em. Bát chúng ta nè. Đây giờ quay tổng quan cho mọi người xem. Adirang BA23G. Con này nguồn xiến công suất cũng lớn nha anh em. Sức 180W một kênh. Tình trạng con này mặt tiền đẹp, mặt tiền liên lạc sạch sẽ đẹp, tay nắm thì có ghẻ tí xíu nha. Con này hàng cũ đã qua sử dụng và hành lý giá ghẻ nha anh em, lý giá phải chăng con này còn hát tốt bình thường. Rồi cái nắp máy hơi mớp nè, cái vỏ nó hơi bị cắn mớp nha anh em, bị mớp quằn lại tí xíu á. Hàng về sau bán vậy nha anh em. Rồi gỡ ra bên trong xem luôn ha. Rồi đằng sau thì như các âm ly khác bình thường. 180W đánh lo 4 ohm, 2 kênh nha anh em, 360. Rồi công suất tiêu thụ tổng là cục nguồn là 580W, chạy được 2 dòng điện 110 và 220V. Ở đây chúng ta gạt công tắc nè, để về xài 220 luôn nha. Đừng đụng vô công tắc đó, gạt qua cái cắm điện nhà là cháy nha anh em. Rồi con này đây mở lát lên cho sáng nè. Con này bo eco hai bo khác nè, eco này hai bo của Kali Kim 0306 linh kiện chân lớn luôn nghe anh em. Còn bo mid master music zin hết. Rồi bo công suất, dĩ công suất đây, máy này có hai quạt tản nhiệt, quạt lớn quạt nhỏ và cái cục tăng phô này cũng rất là to nghe anh em. Máy này sử dụng chạy là 8 sò. Máy chạy 8 sò nghe anh em. 8 sò 1 ví Adirang XG. Rồi, con này tình trạng thấy cũng sạch sẽ nha mọi người. Thanh nhôm là to, thanh nhôm bự quá bự. Nó có cái nắp nó cũng hơi xấu tí. Nắp hơi mớp này anh em. Đây. Mình nhìn về thấy nè, móp tí nha, sơn zin rồi nó nắp này cũng không có xét bị móp. Rồi con này giá 1.100.000 đồng anh em, giờ gấp vô test thôi. Từ móp Adirang XG nghe giá phải chăng à, hát tốt bình thường, nghe nhạc hay, karaoke cũng ok luôn. Rồi bây giờ mở nguồn lên vào test con Adirang XG này cho anh em xem. Con này tình trạng mặt tiền còn rất là đẹp, nắp máy nó hơi mớp tí nha anh em. Được, con này thanh lý giá cũng rẻ nhưng mà hát tốt bình thường nha. Rồi mở nguồn lên đèn đỏ chuyển qua đèn xanh là ok nè. Rồi bây giờ dặn nhạc lên là hát ha anh em.
lăng cân bằng đầy đủ nha. Đó, chép nè. Bát chép buffet là dặn là lên căng bét hết nha. LV đó, phần nhạc đánh tốt. Thì đang test qua cặp Iron Gen 6 luôn nha anh em. Iron 6 đó, Iron XG ha. Con này giá 1.100.000 đồng anh em ơi. Lý giá cũng phải chăng ha. Đó, hàng nào mà nó có tình trạng là lai men hay sửa sơ sơ là sẽ cái giá nó sẽ rẻ á, nhưng mà còn hoạt động bình thường anh em. Rồi bây giờ test Echo Mid nè. Đây hơi hú anh em ơi, để lo hơi gần nữa, nó hơi hú á. Rồi hơi hú giảm Echo này nó hơi hú với tí nha anh em, nhưng mà ra tiếng echo là thấy cũng bình thường. Này hát karaoke cũng được nha, thì cái lo để gần quá. Cái độ này nó khoảng 1.5 mét anh em ơi, 1.5 mét chép nhiều hơi hú á. Công tắc cũng hơi kẹt nhẹ nha anh em, nhưng mà nhắn ra nhả vô nhả ra cũng được ha. Anh em vô đó, ra nè. Ra đó. Rồi con này giá 1.100.000 đồng. Anh em nào thấy hết thấy ưng mua trải nghiệm dùng thử đi anh em. Giá 1.100.000 đồng à, 1.100.000 à anh em. Nghe nhạc rất hay, karaoke hơi hú thì anh em giảm chép giảm mic lại tí xíu. Đó, tại này cái bo echo là hay bo echo khác ha, nhưng mà echo cũng không bo hôm sáu. Ở trời tình trạng thì cái lo mình để cũng khá là gần, thì nó cũng dễ hú. Cái đó để xa nhiều khi nó không hú anh em.